Sở tạch trao tinh lại bò mẹ bì nòng, mươi bì nòng bứng lê chương trình quam tay khòng đài phát thành cánh truyền hình Điện Biên, cuồng chương trình mươi nì hôm mi bưng bay tèm xương lặng. Tuổi cản lan nóm xa nòng hẹt, hiểm phẩy nên chăn phản hóa, chú chừa côn. Ngọn diệt sườn hay na phồng bản na mi bay, chơ dần bay có hôm hanh tảng tánh bản na mở. Trưởng thôn nưng ba tuôn uẩn còn ép hiên, năm dệt tòi phú hô. Khai nỉ mơi pì nòng pom càn bứng le chương trình, chiêng pì nòng hạc sường, mết mốc bổng trờ, nát trờ in muôn ép hiên, thỏi thàm, ăn men chu khủ xung khỏi hền đầy, chơ phải giảm mú lan nóng, nát trờ in muôn báo bỉ, tỏi tính đan, nặng xã nòng hẹt huyên Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Mú lan nóng, nát trờ in muôn báo bỉ, tỏi tính đan, báo chom to hiểm bày, cánh bánh khay, nên chăn văn hóa chu chừa côn. Nhưng tạ bón in muôn sáng sường, hở lan nóm nặng cuồng phồng xã. Xung khỏi bảy hót cắp nhóm, nát mặc chu tàng trường chuồng hông in muôn khắp xe chu chừa côn, khòng lan nóm bản bồng, xã nóng hẹt, khẩu chưa ngai mử chủ nhật. Chơ chú côn quần nhóm đàng tập tư tỏi tính tỏi đan báo bí báo ken nòng ca hoàng linh xếp hốc bì hở hủ khủ nát sườn đối cắp nòng lò đầy xếp riêng vương ngườn lang văn hóa sáng sờ khòng chừa côn có ni nòng trắng đầy phăng chú bà chú êm tô lầu hê mi nham đẩy trực trâu năm dệt xương khê nỉ. Bưng đàn côn nội hình nhau dạng văn bản sắc văn hóa dân tộc tốc xìa nên bưng đàn đã chiến trước cần tập ép chơi nhang nội đụ hám mấy cháu mặc nhạc cụ dân tộc xin đàn cờ cố gắng tập từng nội từng nội khai này đàn cờ báo báo này đó. Tương lai thì đàn làm sẽ cố gắng hành ép và cài trương để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mẹ nừng cuồng bưng côn rủ cuồng nhóm nòng Trần Văn Trọng xếp chết bì hở hủ nòng mỏng cong nhóm chim mưa hương mạ pè nếu chưa đẩy lại côn nóng cầm chôm hạp xưa
lần xưa lọ bưng luông tỏi tính đan bảo bí ken khổng nhóm chi đẩy chôm hạp cuồng bưng chu búc chưa chú luông vỉa vầy cáo trà bưng nen chăn văn hóa trên lăng khổng chừa côn điện biển họ tinh lại chừa côn ứng. Cháu cũng đã học và tìm hiểu về loại âm nhạc này cũng khá là lâu và may mắn là cháu tìm được các bạn cũng làn có mi nham sọ hù cánh ép tói tính tói đan báo bí ken té hứng lèo bồn mày sáo đầy chu bàn vòm mi luông nát mạc xương điều cằn xương nằn bưng làn có tặng câu lạc bộ vầy tập tư trọng hanh phải trẻ bưng nên văn hóa sáng sờ khổng chừa côn chầu. Đẩy hù nhóm nát mạc chu tàng trường chuồng hông ỉn muồn khắp xe chu chừa côn đẩy có tặng bị sóng văn phải xếp cầu nếu chưa đẩy xếp côn chôm hạp men bưng côn nát mạc chu tàng tính đan bí ken khổng chừa côn vừa nòng ca hoàng linh học sinh lớp ship trường trung học phổ thông Thanh Phố Điện Biên Phủ dệt nhóm trường chủ tàng trường nhóm đàn in khai nỉ lò piano guitar pí tam đào cánh số nâng tàng trường khổng chừa côn ứng chơ hình có tặng nhóm trắng mi xí côn ha và lẳng chưa có tặng đầy sàm xí bườn pòm cấp luôn nếu chưa khổng chú côn cuồng nhóm hoạt khay nhóm cò mi xếp côn lọ bưng nòng học sinh đàng ép trung học phổ thông mỗi tuần nhóm hồ hôm sòng tưa tập khảo mử thứ chết cảnh chủ nhật chú côn của nhóm bom bồng trời sắc mặn ép hiên sưng ngăn cò hồ ỉn chắp mảnh lại tàng tính đan tí ken cảnh hồ lại bay khắp trên lang khổng chừa côn tô ma tang vỉa dệt khổng nhóm ý quang thị hồng nhung êm khổng làn ca hoàng linh hở hù chơ hù lụ trầu mặc ép in chu tàng bí ken tính đan khỏi co sùng trờ cánh tá lưu ngài đi hà làn chôm hạp gia đình cả rất vinh dự mỹ đàn nói đã chứng chưa nông pi đụ đàn chủng mú rút được quảng bản quảng khuống chưa cần ép cần in nhạc cụ tay hơn là mình cố gắng tạo điều kiện hết sức ở đàn để ép để học để mở rộng kiến thức để ép túm ép bằng cán đâu để phải ép bằng say mới say bọ mới để ở đàn mới tham gia được cung văn hóa thiếu nhi đang đi đàn vẫn ước mơ bên khẩu mưa trường nghệ thuật quân đội mình tay hơn là mình cố gắng ở hà đàn mình theo đuổi ước mơ mình ở hà đàn mình định hướng hà đàn cố gắng ép học tỏ nàng vỉa lại lan nóng bầu sáu chờ ép hiên chiên tàm chú nên văn hóa sáng sờ khổng chừa côn chầu lung ca văn lun rú bản bồng xa nòng hẹt cỏ muồn mưng chơ hền chú côn cuồng nhóm ỉn chú tàng tính đan bí ken khổng chừa côn sáu chờ tập tư bảy trẻ bưng nên văn hóa sáng sờ khổng chừa côn chầu đối với con thảo con ké xung khỏi nó hiện lũ làn mi chờ mắc muôn ỉn khắp xe cánh ba giữ gìn cánh phát huy bản sắc dân tộc hồng và các dân tộc hồng hao đó xung khỏi rất là muôn mưng xung khỏi rất là cảm động trước sự cái đam mê hồng bữa làn xung khỏi có mi trách nhiệm là tiếp tục là tạo điều kiện bao lưu làn
hau là tiếp tục là ép tấm tập tấm thở mân đẩy đài bay muôn đẩy pho me ai nào cũng bản khuống hau là xứng nhau hau giữ lại bản sắc dân tộc không dân tộc không. Cáp bưng vịa dệt chảnh thí luông nát mặc khổng lan nóm nhóm nát mặc chù tảng trường chuồng hông ỉn muôn khổng chừa khôn nàng bản bồng giá nóng hẹt huyền điện biển cò bánh khay luông ba tuôn quần còn nho sùng trách nhiệm khổng lan nóm cuồng vịa bảy trẻ bưng nên văn hóa sáng sờ khổng chừa khôn có hô phân xướp xiên chiên tàm bánh khay bưng nên văn hóa trên lang cuồng bản cuồng ăn men trách nhiệm nhớ luồng hồng lan nóng bưng côn đầy xướp xiên lại nên văn hóa phòng nằn men bưng côn mi luông hủ trang xưa cảnh chùm mũ lướm lại vầy tạ o bưng tàng trường văn hóa sáng sường. Chiêng pì nòng hạc sường như mi luông khẳng khang tẻ chu cấp trường ảnh bục chưa chiên pháo níu chưa sương nằn dần bay chu chừa côn cuồng tỉnh điện biển cò hồ đầy lang đì khòng chương trình tảng tánh bàn nam mở từ té nằn po me dần bay té phồng tắm hót phồng sùng đèn đìn cò chóng hanh chôm hạp có hôm mửa cồng đìn đòn đán sai dệt so bày tang ma hươn văn hóa thôn bàn cánh phèo tòn bản khuống pẹ sờ khay ni mỏi thôn bản có mi lại khù biến thái từng mử điện biển men tỉnh phòng bá mưng pu mi hỏi nâng sao cầu xã phường thị trấn quảng nằn mi hỏi nâng siêu hốc xã chôm hạp tảng tánh bàn nam mở men pưng xã bò dạ cha bản pưng mỏi xã trắng cờ đầy nưng phầy xí tiểu trí khẩu pì dòng pan bài xếp ết pòm nằn chú luông phầy phân mà bè kinh tế xã hội báo lại hê pòm pưng tang bày ma dạ luông hủ dần bay nhăng lốt giòn dần bay kiền rú báu tọp hôm vịa cả khải khồn chiên quân giàng bài nhài bón rú la đài nhăng hền mi o tẹt pan họt an ninh chính trị cánh tiếng ản bản mương nằng số nương bón cải nằn phân đờ tẹt pan họt vịa búc chưa trên cái tảng tánh bàn nam mở nằng cuồng tình các bưng khổ nằn cấp ủy chính quyền chu cơ quan chức năng đoàn thể té tình họt cơ sở cỏ khẩn khang trên báo luông nghĩa khổ cân sẵn khổng chương trình tảng tánh bàn nam mở họt dần bay làng xếp bì trên cái tảng tánh bàn nam mở tỉnh điện biển có tạ luông biến thái mở cuồng đơi kiến rú khòng dần bay tảng tánh bàn nam mở cò biển há phong phột vòn cánh tua quàng phòng bàn na đầy tạt tảnh tòi luông mà pê chu khù cánh mi luông uẩn pa cuồng mà pê kinh tế xã hội khòng địa phương hơn rào sọ tang đầy phái ngương tảng tánh an ninh chính trị tiếng án bản mương đầy cắm mặn số chu hơn cạt gión lông y tế giáo dục văn hóa đơi kiển rú dần bay mưa hương đi xưa hơn rào sọ tang phòng bản na đầy tảng tánh pòm pưng tóc đầy lang áo tuyệt dườn kiển rú khòng dần bay xung khỏi cả đám em học là đẩy bản mương là tuyên truyền vận động dân mương là hiến đìn hiến công hiến phải hiến ngân diệt là so ta càng hòng bản là mương chứ còn hẳn đó có càng tăng phải ma rất là bông bá mò hở đủ làn rồi em học sau đó có phải sản xuất phải bản mương có bưu mi xong phải sang ma hay còn đẩy làng hơn mương quan tâm
mà diệt các chương trình dự án, đặc biệt nhất là chương trình dự án xây dựng nông thôn mới, hay là tang khỏi bản khỏi mướng, so tang cảng hồng có rất là lung liên, phải má rất là thuận tiện, nên cả sòng mua coi như là mua đét mua phồn mua là có phải lại mết, hay có dần mướng sống khỏi có rất là cảm ơn đảng chính phủ hơn mướng, cảm ơn các chương trình đã mà hỗ trợ hờ dần mất cho dần hay bản mướng có rất là sạch sẽ. Cáp luông cầm quyết khòng tinh cả hồng chính trị cảnh luông pom sống chờ khòng dần bay họt khay tình điện biển mi hà xếp sòng xã cơ đẩy chuẩn bản nam mở cảnh bản nam mở sồm khao quảng nần mi sau sòng xã cơ đẩy chuẩn cảnh sàm xếp xã cơ đẩy chuẩn bản nam mở sồm khao bản pưng mỏi hùa côn rú phồng bản na dườn đẩy sau sòng chiều mặn ngơn pí nưng số chu hơn cả tình gión lông nhang sàm si phẩy hà si bét phân hoi số chu hơn đầy sủ nằm pẹ nàng khùm bản na to cài bét si bét phân hoi mài nhằn pưng lang đỉ cơ đầy lằng cài si pì chiên cài năm dệt trường trình tàng tánh bản na mở khổng tình điện biển ha phà pưa lại cốc ngươn pưa men tình phồng bá mương pu sưng năn lại tiểu trí cuồng trường trình hê cơ đầy báo co cướt đầy tắm lần xưa lò nàng chu huyền phồng sùng lắc hàng số nưng chỉ tiểu nghị quyết đầy le men năm dệt dạ chẩm nì xưa xung khỏi mi nham bảy họt xã na tông men xã đèn đìn bỏ lại dạ cha khổng huyền điện biển lẳng cài bé pì chân cái tảng tánh bản nam mở họt khay xã trắng cơ đầy xíp cuồng xíp cầu tiểu trí đối cấp chu tiểu trí hê cơ đầy xương tiểu trí mà tang thủ nhập chu hơn cạt bón năm kìn điền rú cánh tinh an pe sở trương kìn đầy nhận danh năm diệt dạ để đảng nhà nước quan tâm thì mà xã phối hợp xã cũng đã là đầu tư một số ví dụ như công trình này giống cây trồng vật nuôi để hỏi bà con gọi là vươn lên để thoát nghèo. Thứ sáu ma là bay hai bay na là nói chung nó mới thiếu thốn mà tháng năm thì nó nước ăn cửa khô cạn đậu. Xin nó là dần cứ nhắc là rất hoàn cảnh khó khăn. Xin được có mong công đảng hơn mương nhìn nhận có mới thực tế của xã thì là mi sự hỗ trợ đầu tư ví dụ là tăng mường máng này cây trồng vật nuôi này chuyển đổi cơ cấu cây trồng bà con diệt kín phải nạ vẫn là hàng mi thì lại tẻ tẻ hư báu chòm to xã Na Tông nhăng hền nằng lại bón ứn cuồng tình điện biển đảng bỏ cuồng gian tảng tánh bản Na Mở xương xã Na Nhàn xã Nưng rú cuồng thanh phố điểm biển phủ cò đảng bỏ dạ cha ma tang tiểu trí thủ nhập cảnh tiểu trí hươn rú dần bay. Về người dân thì là 100% là về sản xuất nông nghiệp là chính. Đấy thì cho nên là cái tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo ở xã thì cũng còn rất là cao. Và đặc biệt là các cái nhà tạm trên địa bàn dần bay nằng cuồng xã phân lại lò dệt hai na đây kiển rú nhăng bỏ lại dạ cha số chu hơn cạt áo cạt nhăng lại lần xưa lò số hơn tam nằng quảng phòng nhăng lại khổ dạ cha xưa đối cấp dần bay quảng phòng lò chăm va đầy biến hơn tam tròi rửa diệt hơn mằn nà rú ha va sầu trắng mi to hơn nhăng đìn diệt dườn báo mi số nâng bản trắng diệt hay vừa sưng năn đơi kiển rú khỏng sầu ướt dạ mã hành quay pì quanh nam thì có nam thì đủ ăn có nam thì vẫn thiếu ăn ở cái tình trạng này là vẫn còn. Cốc ngân vào nửa đầy kẻ khầy pưa điện biển men tình phồng bá mương pu rú lác chu trùng tầm kình tế nhớ lung hù diệt dườn cánh mả pe diệt dườn nhăng lốt xón tả và lang áo tảng tánh bàn nam mở cò lại ha và luông nếu chuân cọp hôm choi dừa nhăng lốt gión số nưng chính sách cờ chế năm dệt tảng tánh bản nam mở phải ngân câu choi dừa mà pe dệt dườn hay na hê pòm pâng luông hủ trang khổng cán bộ cờ sở cảnh luông hủ khổng pò mè chủ trừa nòi côn hê pòm pâng
sưng nằn tẹt pan họt vịa trên cải cảnh lang đì chương trình số nưng địa phường nhăng dệt lục lai chòm to dệt ảo nà bừa xin vịa tảng tánh bản nam mở tà va cò biến thái ha và đơi kiến rú sàn bay báo đầy lang đì lại địa phường nhăng cong thả to luông tròi dừa khòng hơn mương số nưng chưa hơn sàn bay báo e khói cài cặt cung vầy đẩy hưởng luông tròi dừa imen khổ dạ cha nhớ dệt hở chương trình tàng tánh bàn nam mở hê cờ đầy lang đì xương luông phở mon luông bùn tỉnh điện biển chóng hanh hón mê pì sóng văn bài sao hà mi giàn xí si phân hoi số xã đẩy chuẩn bàn nam mở quảng nằn mi si phân hoi số xã đẩy chuẩn bàn nam mở nho sùng chu tiểu trí cánh xã bàn nam mở ven xanh hạ si phân hoi số thôn bàn đầy cổng nhằn cửa đầy chuẩn bàn nam mở chi năm dệt luông bùn vào nửa tỉnh điện biển nhằn xanh tọp hôm bồng chờ uẩn pa tảng tánh bàn nam mở cướp thôn bàn quảng nằn nang vịa cần sẵn lọ uẩn pa chu địa phường tảng tánh trường trình luông tang năm dệt chảnh thí lần xưa lọ luông kẻ khầy tròi dứa chu thôn bàn phòng pò dạ cha từng bát dân lèo tiểu trí bàn nam mở dọn cặt cung hừng hy cánh le mè nàng vịa chính trị cần sẵn tập trung vào cái việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ nghị quyết của tỉnh ủy tập hôm bục trưa năm dệt chủ nghị quyết khổng tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh bền chương trình tạt o chú luông quần ba chảnh thí tọp hôm năm dệt chu chính sách nhận bào đôi kiến rú dần bay trọng hanh khói cài cắt cung văn cảnh hưởng hy xếp tàm níu chuân cảnh sủ cơ đầy lang đì chu luông choi dừa lần xưa lò luông choi dừa nọ ngần sách bục hanh mạ bè diệt dườn hay na cắp luông bùn bục hanh mạ bè diệt dườn hay na bả pu nẳng bón nhằn mà pe lau ngành dê dườn hay na tỏi luông diệt trường hang khải tọp hôm mi luông cạt kiên cảnh sủ công nghệ sùng tấm ten sủ mi luông mi quảng phòng ỉ đầy le mèn luông kẻ khầy bưng khổ dạ cha buộc hanh tảng tánh bản na mở cơ đầy lang đì có hôm phân tảng tánh tỉnh điện biển mưa hương mà khầy bày lưng chiêng pì nòng hát sường bảo cho men trường thôn nưng kha sắc kha dòng mết mốc vòng chờ cắp nà viện trùng khòng po me bản khuống lung lương quý tuấn rú thôn đồi cao xã thành an huyện điện biển nhăng pa tuôn uẩn còn cuồng mà pe kinh tế chua hươn tạ lại ngân tiên men phàng ven xanh cuồng há phong ép hiên cánh xe toi phàng ven hung lang chờ hô chí mình bảy giảm chu hơn lung lương quý tuấn rú thôn đồi cao xã thành an cuồng chơi lung nàng diệt bún đẩy hồ chu hơn lung diệt bún họt khẩy cò đẩy chết bì cánh men nưng cuồng chủ luông diệt dườn tạ thủ nhập chính khổng chu hơn lung vầy diệt o đẩy chu xài bún kín chẹp đẩy má khẩu nò pét chơ đông hô lắng nằn trắng ầu ma tao đuối cánh ép diệt biển bún khẩu diệt bún men khẩu kháng dân khẩu xẻ mà trà báo co khẩu xẻ đầm đẩy ầu cá tình sóc trắng hoa lần xưa lò diệt bún đẩy mi luông hồ trang tánh đà diệt hồ ma tang kỹ thuật cánh biến bành nhiệt độ cò xin xài bún trắng nhiều kín ón báu sái nhai xài bún báu mun thay ni chu hân nung đàng dệt xí tàng bún giềng bún khẩu ly bún đành cánh bún đầm khay ni trắng chom to chu hân nung dệt đẩy cánh đẩy xã lựa men tàng trương ô cốp
mỏi bườn chua nung khải ơ chơ lạt cài sàm tấn bún hở chù cơ sở ca khải cuồng cánh nọ tình cắp luông diệt dần nỉ lằng chơ sủ xỉa cốc thân chu hân lung thủ ma mư cải hoi nừng hà xếp chiêu mằn ngơn bí nừng. Sản xuất ra 4 loại bún này, gồm có 3 loại bún ăn kiêng cho người mỡ máu tiểu đường. Và... Hơn khỏi cò đàng dệt xí tàng bún, cuồng năn mi xàm tàng bún, hảo côn căm trường kình, bền bình, ni pi cuồng lượt, hảo côn kình gión cần, khỏi men trưởng thôn đồi cao, cánh men hồi viện dân bay khổng xã. Vậy ép hiên cánh dệt tòi phàng ven hung khổng chủ tịch Hồ Chí Minh, khỏi có lương chóng hanh mà bê kinh tế chu hơn. Phải ngân o tảng tánh cọ cuông tảnh liêng sắt dính, lăm mò chảo diệt dườn đẩy lang đi, hư vịa nếu chưa dần bay, cò trắng ngai đi xưa. Khai ni vịa khải bún khổng chu hơn cò tẹt tiêng ngai đi. Nọ nằn o lung năng phầy ngân o mà pe tảnh mù, pu cò kìn ma cánh pu nằm cài sòng văn thơ môn hầy ly vầy diệt bún. Cóc luông hù tràng khắc sắc khắc dòng, chóng hanh xào hà, biến thái chừa phân có pu bồng tổ tảnh tổ liêng, lung tuấn có ẩu kinh tế chu hươn mờ hương mà pe. Năm dệt nàng vịa buộc chưa ép hiên cánh dệt tòi pú hô, lung lưng biến bành hỏi chờ, bánh khẩy hỏi chờ trách nhiệm, bên mộc bồng chờ cắp nàng vịa đẩy rào. Lưng hiếng phăng chú nàng quam có hôm hồng dần bay, buộc chưa mà bay kinh tế chua hơn, biển phàng ven xanh hở bò mè bản cuống ép hiên năm dệt tòi. Bầm nằn nếu chưa bò mè, chóng hanh trong hạp chù há phong, lừng xưa lò có hôm đìn đòn cổng hanh cuồng chương trình tàng tánh bàn na mở nằng cuồng phồng. Đối với hộ anh Tuấn đó, đường Quý Tuấn đó, từ cái mô hình dệt bún bánh truyền thống này thì nó pì nòng thứ nhất nó pì nòng là cuồng thôn cuồng bản, thứ sáu mà cuồng xã thì nó cũng đã mới đem em học đấy, mới học từ mô hình này đấy, thứ nhất là bây giờ hết gì đẩy bún bánh hay bao giờ cũng ép đẩy cái chăn nuôi tành từ mùa từ mà đã ép đẩy mà tăng phú có mày nắng hay nắng xuân cắp nàng vịa dệt khổng trưởng thôn bi trách nhiệm cánh mết mốc bồng chờ cắp nà vịa khổng trầu luông chóng hanh dám ngắm dám dệt khổng lung tuấn báo trong to ẩu chua hân khói cải cắt cung ướt ra hượt khẩn dệt hằng nhăng có hôm báo noi khẩu nàng vịa dệt dườn khảm khói cắt cung ướt ra nằng cuồng phồng. Chương trình quăm tay khổng đài phát thanh cánh truyền hình Điện Biên hot nì sò răng còn và bò mẹ pinong chia lê lau chương trình mời pinong khẩu website dienbientv.vn, Facebook đài phát thanh cánh truyền hình Điện Biên, YouTube đài truyền hình Điện Biên, chung tạc hạc trao pinong.